sau như một cái điện nước đấy. Tết đến xuân về, vào một chiều xuân, chiều xuân như thế, chúng ta sẽ là thanh vân và là khúc chiều xuân. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho cô Thanh Vân. Năm mới xin chúc toàn thể tất cả các gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Oh,
Vân đã mang lại không khí lại càng bừng nóng lên.